đến với Thiện Cốc Vlog. Thì hôm nay Thiện có mặt tại hướng đi của chùa Tháp các bạn, hướng đi chùa Tháp. Đây là lễ Phật Đản nha mọi người, lễ Phật Đản. Trước mặt Thiện là đoàn của chùa Tháp nha mọi người, lễ Phật Đản năm 2022. Thank you.
Bye.
Yeah.